sẽ xem. Cái cứng này chỉ cứ cầm xong ấn ấn. Có cái máy ấn xuống. Cái này mà đánh được đánh giá theo ISO theo theo của IPS thì nó phải từ 50 rồi. Thì nó cỡ này cỡ kia nó rã, nhưng mà theo ISO là 27 rồi. 27, 27 jun. Nhỏ quá hộp quá. IPS yêu cầu cao hơn. Giờ nó như độ 2 âm không độ ạ. Âm 20 vậy.